Hôm nay ngày 13 tháng 12, hơn 100.000 học sinh lớp 9 và lớp 12 ở thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng đi học an toàn. Hôm nay 13 tháng 12, hơn 100.000 học sinh lớp 9 và lớp 12 ở thành phố Hồ Chí Minh trở lại trường học trực tiếp sau hơn 7 tháng ở nhà học trực tuyến. Nhà trường phụ huynh học sinh đã sẵn sàng để vượt qua những âu lo, chuẩn bị tốt nhất cho con tới trường. Tiến sĩ Nguyễn Minh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa cho biết, các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường đã và đang thực hiện một cách chặt chẽ. Chúng tôi sắp xếp cho học sinh khối 9 và 12 học tập ở hai khu vực khác biệt nhau, ngay cả phòng cách ly đối với các trường hợp nghi nhiễm cũng được bố trí riêng cho hai khối lớp. Trường Trần Đại Nghĩa không tiến hành tách lớp vì sĩ số học sinh trên lớp không cao, tuy nhiên trường bố trí các lớp cách phòng với nhau, tức là giữa hai lớp có một phòng trống. Trong hai tuần đầu thí điểm dạy trực tiếp, học sinh chỉ học một buổi một ngày với 20 tiết một tuần tập trung vào những môn học có liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với khối lớp 9 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với lớp 12. Các môn còn lại học sinh vẫn học trực tuyến. Trong khi đó, thầy Trần Văn Luyện, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hồng Bàng, quận 5 cho hay đang thực hiện tách lớp làm đôi và thời khóa biểu học trực tiếp chỉ có 3 buổi một tuần. Phần còn lại học sinh vẫn tiếp tục học trên Internet, học sinh vào trường và ra về theo sơ đồ một chiều và lệch giờ để đảm bảo giãn cách đó là đối với trường công lập, thành phố Hồ Chí Minh còn rất nhiều trường trung học tư thục tiếp nhận học sinh ở các tỉnh ngoài thành phố đến học. Thầy Ngô Vĩnh Tường, hiệu trưởng trường trung học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Tân Phú, quận Tân Phú thông tin. Với những học sinh học nội trú, phụ huynh sẽ cho các em test COVID-19 ở nhà trước khi nhập trường vào chiều ngày 12 tháng 12. Học sinh và giáo viên quản nhiệm nội trú sẽ thực hiện 3 tại chỗ trong suốt 2 tuần, thực hiện thí điểm đi học lại, chứ không về nhà vào cuối tuần như bình thường. Riêng đối với học sinh các lớp bán chú thì phụ huynh sẽ cho các em test COVID-19 tại nhà vào chiều chủ nhật hàng tuần. Nếu có kết quả âm tính thì sáng thứ hai các em sẽ đi học. Theo ông trường, các học sinh bán chú sẽ học 2 buổi một ngày và ăn trưa tại trường nhưng chỉ học 3 ngày một tuần để hạn chế cho các em phải đi ra ngoài đường. Thực hiện quy định phòng chống dịch nên chúng tôi sắp xếp cho học sinh các lớp ăn uống sinh hoạt học tập theo nhóm học sinh nội chú có những nhóm cụm riêng học sinh bán chú cũng có nhóm cụm riêng thậm chí lối đi lên phòng học thì học sinh bán chú và nội chú cũng đi riêng để cho dễ khoanh vùng các nhóm theo hiệu trưởng các trường trong cơ sở trong học phổ thông trên địa bàn thành phố, khi đi học trực tiếp thì chắc chắn không thể tránh khỏi trường hợp có F0 trong trường trong lớp. Điều quan trọng là tâm lý phụ huynh và học sinh cần giữ sự bình tĩnh, không hoang mang, không hoảng hốt khi học sinh thấy bạn mình là F0 hoặc khi phụ huynh thấy bạn của con mình là F0. Trong quy trình xử lý trường hợp nghi nhiễm COVID-19 của trường Trần Đại Nghĩa, khi học sinh nghi nhiễm được đưa qua phòng cách ly thì thầy giám thị sẽ vào lớp sinh hoạt với những học sinh còn lại của lớp để ổn định tinh thần các em trước, sau đó mới tiến hành các bước theo hướng dẫn của ngành y tế. Tiến sĩ Nguyễn Minh chia sẻ, ghi nhận về các phương án xử lý F0 ở hầu hết các trường trong cơ sở trung học phổ thông cho thấy, sau khi F0 được xử lý theo đúng quy trình, thì các học sinh là F1 vẫn được đi học bình thường nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine và không có bệnh nền. Tiến sĩ Nguyễn Minh cho rằng, lớp học có F0 không có nghĩa là tất cả học sinh còn lại đều là F1. F1 là những người có giao tiếp khoảng cách dưới 2 m với F0, tiếp xúc trong khoảng thời gian từ 15 phút trở lên. Nhà trường đang yêu cầu các giáo viên thực hiện một số biện pháp, trong đó có việc hạn chế tiếp cận học sinh để tránh tình trạng giáo viên lây nhiễm cho học sinh và ngược lại. Nhận định về tình hình chuẩn bị để mở cửa trường, ông Hồ Tuấn Minh, Tránh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đúc kết, về phía nhà trường thì đã chuẩn bị khá cặn kẽ bài bản. Không chỉ chuẩn bị mà đa số các trường còn tổ chức diễn tập cho học sinh giáo viên về các phương án phòng chống dịch trước khi học sinh đi học trở lại. Phần còn lại là phụ huynh giáo viên cần trang bị cho học sinh kỹ năng phòng tránh dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh, đặc biệt phụ huynh ngành giáo dục đào tạo thành phố rất cần sự phối hợp chặt chẽ của các phụ huynh nhà trường phụ huynh cần quan sát sức khỏe của con em mình để khi thấy có biểu hiện bất thường thì cho các em ở nhà chứ không nên đi đến trường